Kính bạch trên ni sư trụ trì chùa Đống, kính thưa quý Phật tử thân mến, hôm nay đạo tràng của chúng ta rất vui được gặp lại trong ngôi nhà chánh pháp của Như Lai. Và trong thời pháp thoại hôm nay, cho phép con xin kính gửi đến toàn thể nam nữ quý Phật tử đang có mặt tại chùa Đống ngày hôm nay chủ đề pháp thoại đó là lỡ nêm muối bị mặn hãy thêm vào chút nước. Kính mời đại chúng cùng lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ví dụ cái thành hỏi cái Phật tử này, ở đây ai đã từng nấu ăn rồi? Ai đã từng nấu ăn rồi? Chắc là có rồi, giơ tay cái thành xem nè. Có một số bạn nam chưa nấu hả? Đã nấu mì gói chưa? Chắc rồi đúng không? Thì nấu ăn đấy nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Thì đa số 90-100% chúng ta đã từng nấu ăn rồi. Và có một cái bí quyết hết sức là đơn giản. Lỡ chúng ta nấu một nồi canh chẳng hạn, hoặc là thậm chí một cái tô mì gói chẳng hạn, mà mình nêm gia vị nó đậm quá, nó mặn quá, thì mình làm gì? Làm gì? Đúng rồi, mình châm thêm chút nước nữa, đúng không? Thì lúc đó nó bớt mặn đi, thì thức ăn nó vẫn ăn được, vẫn ngon được. Thì một cái ví dụ hết sức đơn giản là lỡ mà nêm có mặn vào một tô canh, lỡ bỏ có nhiều muối vào một tô canh, thì phương pháp tối ưu nhất lúc đó đó là gì? Chúng ta thêm ít nước vào trong cái tô canh đó, thì làm cho tô canh đó nó bớt mặn đi, nó ngon và nó ăn được. Và từ cái việc nhỏ hàng ngày này, chúng ta chiêm nghiệm về nhân quả, chiêm nghiệm về cuộc sống, chiêm nghiệm về sự tu tập, thì chúng ta sẽ ngộ ra một bài học lớn. Và cụ thể bài học lớn đó là gì? Thì chúng ta sẽ cùng trích nguyên văn một đoạn kinh Đức Phật nói về vấn đề này, và chúng ta sẽ ứng dụng trong đời sống ra sao. Khải Thành xin được đọc nguyên văn đoạn kinh này như sau. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, tại vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ Thế Tôn cho gọi các tỷ kheo: ở đây này các tỷ kheo, có người thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, hạn hẹp nhỏ nhen. Người như vậy làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa họ vào địa ngục. Ở đây này các tỷ kheo, có người thân được tu tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu tập, không có hạn hẹp rộng lượng. Người như vậy có làm việc ác nhỏ mọn tương tự, nghiệp ác ấy đưa họ đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được, trong đời sau nói gì là nhiều. Này các tỳ kheo, ví như có người bỏ nắm muối vào trong một chén nước nhỏ, nước trong chén ấy vì nắm muối trở thành mặn và không uống được. Nhưng có người bỏ nắm muối ấy vào nước sông Hằng, khối nước ấy rất lớn, không vì nắm muối này mà trở thành mặn và không uống được. Đại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ 1 chương 3 Phẩm Hạt Muối, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam Ấn Hành, năm 1996, trang 451. Chúng ta cho một tràng pháo tay thật to thật lớn để cùng phân tích. Như lúc nãy chúng ta đã nói, khi mà nêm muối vào một tô canh, nó lỡ đậm đà quá, nó lỡ mặn quá, lúc đó thì không thể đổ đi tô canh được, nó phí lắm. Mà lúc đó chỉ đơn giản làm gì nhỉ? Thêm nước, châm thêm nước vào tô canh, thì làm cái độ mặn nó vơi đi, và tô canh đó có thể ăn được, và thậm chí cũng vẫn còn độ ngon của nó. Và từ cái ví dụ nhỏ này thì chúng ta sẽ liên đới đến vấn đề tu tập, chúng ta sẽ liên đới về vấn đề nhân quả để ngộ ra bài học lớn. Đó là gì? Đó là bài học không sợ mặn mà chỉ cần thêm nước. Bây giờ quý Phật tử cho cái tình hỏi, vậy trong cái bài kinh này, muối mặn ở đây là tượng trưng cho điều gì? Muối mặn ở đây là tượng trưng cho điều gì? Đúng rồi, điều xấu, điều ác. Muối đã nêm vào tô canh thì cũng có nghĩa cái mặn đó đã làm chưa? Rồi, đã mà, thì quá khứ mà, đúng không?
À, thì cái muối mặn đã nêm vào tô canh trong trường hợp này, nó tượng trưng, nó điển hình, nó đại diện cho những ác nghiệp từ thân, hành động của mình á, từ miệng, lời nói của mình, từ ý nghĩ của mình, đã làm, đã nghĩ, đã nói trong quá khứ. Thêm tí nước là gì? Thêm tí nước là gì? Là gì? Là nỗ lực, là tinh tấn làm điều thiện ngay trong giây phút hiện tại, ngay bây giờ. Nếu chúng ta làm việc thiện nhiều thì cái năng lực của thiện nghiệp nó có tác động, nó sẽ chi phối vào cái nghiệp ác quá khứ. Nó khiến cho nghiệp ác quá khứ nó bị lệch hướng, nó khiến cho nghiệp ác quá khứ giảm thiểu, và thậm chí nó có thể làm cho nghiệp ác quá khứ từ có chuyển thành không. Ở đây, khi chúng ta chưa chứng đắc được quả vị thánh, đặc biệt là chưa chứng đắc được tứ quả. Hôm qua ở Tương Mai chúng ta đã nghe rõ rồi đúng không? Nghe rõ rồi. Có 7 trạng thái cuộc đời, trong đó có 4 trạng thái cuộc đời sau. Nó là con người nhưng thực chất là bậc thánh. Sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A Na Hàm, tứ quả A La La Hán. Thì xin thưa, mặc dù đã nói chứng thánh nhưng phải đến tứ quả mới hết sạch lầm lỗi. Còn tam quả, xin thưa quý Phật tử, vẫn còn kiết sự buộc ràng không? Còn, tại vì chỉ bứng gốc được 5 hạ phần kiết sự đầu, còn 5 thượng phần kiết sự sau vẫn còn nguyên vẹn. Mà còn kiết sự, còn phiền não không? Vẫn còn, nhưng vi tế hơn chúng ta. Tại vì một bậc thánh tam quả vĩ đại lắm, nhưng mà vẫn còn sơ suất không? Vẫn còn. Chứ nếu hết sơ suất thì đã chứng đến tứ quả rồi. Nên chúng ta thầy trò ở đây nói thẳng ra chưa ai chứng sơ quả. Nếu có đi chăng nữa thì họa may con ni sư đây thôi. Còn lại thầy trò chúng ta chưa đâu, không biết ni sư chứng chưa thì chưa biết, đúng không? Thầy trò chúng ta đang nói là thầy đây, trò đây này, đúng không? Thì chúng ta chưa chứng đắc được thánh quả, mà nếu có chứng đi chăng nữa họa may sơ quả là đã mừng rồi. Mà hỡi ơi, phải đến tứ quả A-la-hán mới hết tất cả lỗi lầm. Trong tâm của các ngài trong sạch như vỏ ốc, giới hạnh của các ngài là trang nghiêm và thanh tịnh, không mảy may gượng một chút lỗi lầm nào cả. Còn chúng ta thì còn lỗi lầm không quý Phật tử? Có, đúng không? Chắc chắn chúng ta còn lỗi lầm, và thậm chí lỗi lầm rất là nhiều. Tuy nhiên, những lỗi lầm nó tác động đến cuộc sống chúng ta, nó tác động đến tự thân của chúng ta thì nó hoàn toàn khác nhau. Ở đây ai cũng có lỗi cả, nhưng lỗi ít lỗi nhiều giống hay khác? Khác. Cùng là một cái lỗi về khẩu nghiệp nhưng mức độ phạm lỗi khác hay giống? Cùng khác nhau cả, đúng không ạ? Nên những cái lỗi lầm tác động đến tự thân mỗi người nó hoàn toàn khác nhau. Và cụ thể nó phụ thuộc vào 2 điều sau đây. Điều thứ nhất, đó là nó phụ thuộc vào mức độ vi phạm lỗi lầm đó. Cũng là sát sanh hại vật. Cũng là sát sanh hại vật. Nhưng mà chúng ta giết một con tôm, con tép, nó khác. Giết với một con gì? Con trâu, con bò. Giết một con trâu, con bò, nó khác giết một con người. Đúng không? Cũng là sát sanh đấy. Đúng không ạ? Hoặc là mình lỡ tay sát hại một con vật, ví dụ như là mùa mưa chúng ta đi ra ngoài vườn, chúng ta vô tình chúng ta giẫm đạp lên một con ốc sên hoàn toàn không biết, không có ý giết nó, thì mình giết hại con vật đó, nhưng có phạm tội sát sanh không? Không phạm tội sát sanh, tại vì chúng ta không có ý, không có cetana, không có ý, không có đầy đủ 5 yếu tố tạo thành một tội sát sanh. Nên mặc dù con vật đó chết bởi chúng ta, nhưng mình không có tội sát sanh. Không có tội sát sanh. Nhưng ví dụ một con muỗi nó cắn mình, vì mày mày phải cắn tao, vì tao tao phải đánh mày. Thế nó cắn mình mà đau quá,
Thế là vừa đau vừa tức vừa sân, mình đập nó chết. Dù là một con muỗi nó nhỏ hơn con ốc sên nữa, nhưng cái tâm mình đắt nó là đâm tức, tâm sân và muốn giết nó liền. Thì mặc dù là một con muỗi, nhưng mà so với cái việc chúng ta vô tình dẫm đạp lên con ốc sên thì tội nào nặng hơn? À, đập con muỗi nặng hơn, tại vì cái tâm cũng vậy thôi. Các em nhỏ mình phải dạy con mình từng chút, từng chút. Ví dụ nha, chỉ là một con cào cào, chỉ là một con bươm bướm, hoặc là chỉ một con dế thôi. Ở đây thì tuổi thơ các em sau này chắc không có chơi dế rồi. À, nhưng mà con cào cào đó, con bươm bướm đó, con dế đó, mình giết nó với cái tâm vui chơi, giải trí và ác độc. Mình nghĩ con nhỏ mà đâu biết gì đâu, mà con vật này cũng bé thôi mà, không sao. Nhưng xin thưa, cái tâm lúc đó là tâm vui trên cái chết của chúng sinh. Thì có nặng tội không? Vẫn nặng tội như thường nha quý Phật tử, vẫn nặng tội như thường. À, nên chúng ta thấy đó, lỗi lầm thì ai cũng có cả, và thậm chí có rất là nhiều. Nhưng cái lỗi khi mình làm ra đó, nó quay trở lại, nó tác động vào tự thân mỗi người thì hoàn toàn khác nhau. Và khác nhau đầu tiên là ở mức độ vi phạm và cái lỗi đó như thế nào. Ví dụ thứ hai, ví dụ như bất hiếu vậy đó, đúng không? Thì có nhiều hình thức bất hiếu khác nhau. Xin hỏi quý Phật tử này, người ở đời có hiếu và bất hiếu ai nhiều hơn? Bất hiếu nhiều hơn. Tại một lần Đức Phật đã, ví dụ Đức Phật lấy một ít đất bỏ trên tay của Ngài, Đức Phật mới hỏi rằng: Này chư vị tỳ kheo, đất trên tay của Thế Tôn và đất trên quả địa cầu này, cái nào nhiều hơn? Chư vị tỳ kheo mới trả lời: Kính bạch Đức Thế Tôn, đất trên tay của Thế Tôn rất là ít so với đất trên quả địa cầu này. Đức Phật trả lời: Cũng vậy, chúng sinh thực sự có hiếu ít như đất trên tay của Thế Tôn. Có chưa thực sự? Bây giờ chúng ta phân tích, nói gì thì nói, ai cũng có một trái tim hiếu đạo cả, đúng không? Cha mẹ sinh chúng ta ra mà, vất vả mưu sinh lo lắng cho chúng ta từng miếng cơm, từng miếng áo mà. Nhưng mà chưa bao giờ bố mẹ kể công. Những cái điều bố mẹ mình kể, mình nói trời ơi suốt ngày bố mẹ kể, nhưng không, đó chỉ là một phần một tỷ những điều bố mẹ đã hy sinh cho chúng ta. Vì sao? Tại vì chim trời ai dễ đếm lông, nuôi con ai dễ tính công tháng ngày. Nên cái công lao của bố mẹ mình thấy, mình hiểu được, với những công lao thực sự bố mẹ đã hy sinh cho chúng ta, nó nhiều hơn gấp trăm, gấp nghìn, gấp triệu lần mà chúng ta đã biết, đã thấy. Tuy nhiên, mình nghĩ đơn giản quá. Mình nghĩ là bố mẹ nuôi chúng ta vật chất, thì bây giờ mình lo lại vật chất. Như vậy đã đủ báo hiếu rồi, đủ chưa? Chưa. Nên Đức Phật nói chưa thực sự có hiếu là vậy. Rồi có nhiều người nghĩ, ô, vậy bây giờ mình thêm nữa, tức là ngoài vấn đề tiền bạc chu cấp cho cha mẹ, ví dụ ba mẹ lo mình mấy chục năm, bây giờ bố mẹ cũng về già rồi, đúng không? Và mình nguyện lòng làm gì? Mình sẽ thay bố mẹ làm những điều tốt đẹp trong cuộc đời này. À, mình sẽ thay bố mẹ để làm gì? Để chăm sóc bố mẹ về cuối đời. Nên ngoài cơm áo gạo tiền, kinh tế vật chất nhà cửa lo cho bố mẹ, thì mình còn như thế nào? Còn yêu thương bố mẹ, cho bố mẹ đi chơi, đi du lịch, đúng không? Nấu những bữa cơm gia đình cho bố mẹ, như vậy đã hiếu thảo rồi, đúng không ạ? Nhưng mà đã đủ chưa? Chưa, Đức Phật nói chưa. Mà thường thường người đời tới đây là cảm thấy là ổn rồi đó, tốt lắm rồi. Tại vì cả về phương diện vật chất, cả về phương diện tình thương, con đã lo cho bố mẹ rồi. Và con thấy bố mẹ cũng lo cho con về vật chất, bố mẹ cũng thương yêu con, và con cũng đã lo về bố mẹ vật chất và cũng đã thương yêu bố mẹ, đủ rồi chứ. Đã thực sự có hiếu rồi đó. Nhưng thực chất chưa thực sự gọi là có hiếu. Mà Đức Phật nói bước thêm bước thứ ba nữa là gì? Là gì? Là phải khuyến tấn bố mẹ có niềm tin vào Tam Bảo, có niềm tin vào nhân quả, có niềm tin vào thiện ác, có niềm tin vào luân hồi tái sinh, phải có sự tu tập. Để làm sao? Nhà có cao, cửa có rộng, xe có sang, mâm có cao, cổ có đầy.
Cái tình thương của mình dành cho bố mẹ là tuyệt vời. Nhưng bố mẹ cơn gió vô thường đến, bố mẹ ra đi, nhà cao cửa rộng, mâm cao cỗ đầy, hoặc là tình thương của chúng ta, bố mẹ có mang theo được không? Không mang theo được. Mà bố mẹ chỉ mang theo hai người bạn thôi. Một người bạn ác, một người bạn thiện. Bạn ác là gì? Là những cái điều sai trái mình làm từ thân, từ khẩu, từ ý của mình. Bạn thiện là gì? Là những điều tốt đẹp và thiện lành mình đã làm từ thân, đã nói, từ miệng, đã suy nghĩ, từ ý. Nên bây giờ mình lo cho bố mẹ về cơ sở vật chất, về kinh tế, lo cho bố mẹ về tình thương yêu, nhưng thiếu cái thiện pháp, đúng không ạ? Thì tiếc lắm, thì tiếc lắm. Nên nói là bất hiếu thì không phải ai cũng gọi là giết cha giết mẹ mới là bất hiếu đâu. Nói đây bất hiếu không phải là những người nào mà đuổi bố mẹ ra khỏi gia đình là bất hiếu đâu. Rồi đâu phải bất hiếu là phải như thế nào? Là phải là đẻo một cái quả dừa khô cho bố mẹ ăn đâu. Đâu phải bất hiếu chỉ là có những lời lớn tiếng làm cho bố mẹ mình hẩm hiu vào về già đó. Mà nhiều lúc mình chăm bố mẹ đầy đủ về vật chất, mình có tình thương cho bố mẹ luôn, nhưng mà để gọi thực sự báo hiếu vẫn chưa. Nên cũng gọi là bất hiếu, nhưng mà cũng có nhiều cái bất hiếu khác nhau. Đại bất hiếu, trung bất hiếu, tiểu bất hiếu. Cũng nói đến báo hiếu, nhưng cũng có nhiều loại báo hiếu khác nhau. Tiểu hiếu, trung hiếu và đại hiếu khác nhau hoàn toàn. Nên chúng ta thấy đó, lỗi lầm thì ai cũng có cả, đúng không ạ? Cái mức độ tác động đến tự thân của mỗi người nó khác nhau. Và khác nhau điều đầu tiên, tại vì cái mức độ vi phạm lỗi đó khác nhau. Cùng là sát sanh hại vật, cùng là trộm cắp của người, cùng là tà dâm ngoại tình, cùng là nói những lời thêu dệt, nói những lời chia rẽ, đâm bị thóc, thọc bị gạo, nói những lời ác độc, nói những lời dối trá, cùng là tham, là sân, là si. Nhưng cái mức độ khác nhau thì cái quả báo nó trở lại với chúng ta cũng hoàn toàn khác nhau. Đó là cái mức độ vi phạm khác nhau thì nó quyết định đến cái tác động của lỗi lầm về chính bản thân của mỗi người cũng khác nhau. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không? Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, đó là cái công phu, cái công đức tu tập của mỗi người khác nhau thì cái tác động của lỗi lầm đó tới tự thân của chúng ta cũng khác nhau. Nếu chúng ta tu tập như pháp, ví dụ thân tu tập, giới tu tập, thí tu tập, tuệ tu tập, tính tu tập, tức là tu tập như pháp đó. Và khi chúng ta tu tập như pháp có đầy đủ năm yếu tố, đó là tính, là giới, là thí, là tuệ, là văn, đúng không ạ? Thì tu tập như pháp như vậy sẽ làm cho công đức chúng ta sâu dày. Và nhờ cái công đức sâu dày đó, nó sẽ hóa giải một phần nào đó quả báo của lỗi lầm lớn, và có thể triệt tiêu và làm lệch hướng quả báo của lỗi lầm nhỏ. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không? Cái ta nhắc lại nha. Công phu tu tập của chúng ta, công đức tu tập của chúng ta, nó cũng là một yếu tố thứ hai, nó làm cho những lỗi lầm tác động đến tự thân mỗi người khác nhau. Nếu chúng ta tu tập như pháp, thân tu tập, tuệ tu tập, giới tu tập, đúng không ạ? Hay là có năm yếu tố tính, giới, thí, văn và tuệ. Tu tập như pháp như vậy làm công đức chúng ta càng sâu, càng dày, càng rộng. Và nhờ cái công đức tu tập càng sâu, càng dày, càng rộng này, nó sẽ làm như thế nào? Hóa giải bớt một phần quả báo ác từ những cái nhân ác lớn chúng ta lỡ làm. Và nó có thể triệt tiêu, làm chệch hướng những quả báo do những lỗi lầm nhỏ. Ngược lại, một người không tu tập như pháp, không có tính, không có niềm tin vào Tam Bảo, không có niềm tin vào nhân quả nghiệp báo,
không có niềm tin vào thiện ác, không có niềm tin vào luân hồi tái sinh, không có niềm tin vào tứ diệu đế, không có niềm tin vào bát chánh đạo. Thứ hai, họ không có giới, không giữ giới, ít nhất là năm giới họ cũng không giữ luôn. Họ không có có thí, tức là sống hạn hẹp, không có rộng lượng mà ích kỷ, chỉ biết gom thôi, không bao giờ biết chia sẻ, biết cho đi cả. Thứ tư, họ không có văn, tức là không có nghe pháp, không có nghe kinh, không có nghe kệ, không có nghe những điều chân thiện mỹ trong cuộc sống này. Thứ năm, họ không phát huy được trí tuệ. Điều tốt nghĩ là ác, không làm. Điều bất thiện cứ nghĩ là tốt, cứ làm. Tức là sai quấy cứ nghĩ đúng, mà đúng cứ xem là sai là quấy, tức là không có trí tuệ. Một người không có sự tu tập đúng pháp như vậy thì xin hỏi quý Phật tử, họ có tích lũy được công đức phước báo không? Không có tích lũy được công đức và phước báo. Và vì họ không có tu tập đúng như pháp nên họ không tích lũy được công đức và phước báo. Nên những cái lỗi lầm nhỏ họ tạo ra thì sao quý Phật tử? Có mất đi không? Không. Những lỗi lầm lớn họ tạo ra khi quả báo trổ ra nó có vơi đi xíu nào không? Không vơi đi xíu nào cả. Dù là nhỏ nó vẫn còn nguyên vẹn. Ví dụ dễ hiểu hơn, giống như một người giàu, một người giàu họ mất đi số tiền 1 triệu, thu nhập của họ một tháng là từ 500-700 triệu, thậm chí một ngày họ có thể lời được 200-300 triệu. Mà hôm đó họ bất cẩn họ rơi mất 1 triệu, thì 1 triệu đó đối với người giàu đó có đáng gì không? Không. Nhưng một người vất vả mưu sinh, một ngày làm 12 tiếng, lương được có 5 triệu thôi, lo tiền ăn, tiền nhà trọ, tiền nước, tiền điện, tất tần tật, còn có lại 1,2 triệu, bất cẩn rơi mất 1 triệu. Nhiều không? Rất là nhiều. Đúng không ạ? Rất là nhiều. Thì chúng cũng giống như trường hợp chúng ta tu hành đúng như pháp, chúng ta có phước đức, chúng ta có công đức càng nhiều, thì lỡ thôi nha, có một sơ suất nào đó trong lời nói, tại vì mình tu như lúc nãy cái ta nói mà mình chưa chứng thánh mà. Nhiều lúc có một cái mức độ nào đó họ la mình, họ chửi mình bình thường, nhưng mà họ la họ chửi mình nặng quá có sân không? Có. Và những lúc cái ngọn lửa sân nó khởi lên, mình không kiềm chế được, nó Phật ơi cho con nghỉ tu 5 phút để con như thế nào cũng đối kháng với họ. Đối kháng xong rồi cảm thấy có lỗi không? Có. Tại vì họ nói là việc của họ, nhưng mà mình là đệ tử Phật mà, nó trời ơi chết rồi, mình là đệ tử của Phật mà, thọ trì tam quy ngũ giới mà tự nhiên bây giờ mình là khâm bát với người ta kỳ quá, đúng không? Lúc đó mình cảm thấy có lỗi, có tàm, có quý. Nhưng mà trước đó, bây giờ chúng ta có sự tu tập, thì lỡ trong cái giây phút mình sân, mình hận, mình cũng có một cái lời nói nào đó cũng gắt gọn đối với họ đó, nhưng nhờ công phu tu tập, giới tu tập, tuệ tu tập, tính tu tập, thí tu tập, văn tu tập, thì nó pha loãng đi cái ác nghiệp lúc đó chúng ta tạo. Thì mình cũng phải trả quả báo đó, nhưng quả báo chúng ta trả nó nhẹ đi rất là nhiều. Còn ngược lại, mình không có tu thì chắc chắn rồi, không có tu lỗi lầm làm dễ hơn so với người có tu. Nhưng mà khi làm dù lỗi nhỏ hay lỗi lớn, nhưng mà mình không có gì, không có phước, không có công đức, thì dù một lỗi nhỏ cũng làm cho chúng ta điêu đứng khi cái quả nó trổ ra. Giống như một người giàu có, thu nhập vài trăm triệu, vài tỷ đồng một tháng, mất đi 1 triệu, hỏng là cái gì? Còn chúng ta thu nhập có 5 triệu một tháng, rồi chúng ta đã hết sức tiết kiệm rồi, dư còn có 1,2 triệu để dành, mà mất đi 1 triệu thì rất là đau. Nên mình là đệ tử Phật phải luôn luôn tu hành đúng như pháp, có tính, có giới, có thí, có văn, có tuệ. Thân tu tập, giới tu tập, tuệ tu tập, thì như thế nào cái Phật tử, chúng ta mới tăng trưởng được cái lượng phước báo, tăng trưởng được cái lượng công đức của mình, để lỡ có một lỗi lầm nào đó sơ suất xảy ra, nếu lỗi lầm đó là lớn thì cái quả báo chúng ta trả nó cũng nhẹ đi.
Và lỡ lỗi lầm đó có bé thì có khả năng chúng ta triệt tiêu luôn cái quả do lỗi đó tạo ra. Nhớ công đức tu tập, nhớ mặn mà mình biết thêm nước vào. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không? Hoặc một ví dụ khác, khi chúng ta bỏ một cái nắm muối vào trong cái ly nước này, ví dụ ly nước chút xíu này mà mình bỏ một cái nắm muối, mặn không? Mặn, chỉ để xúc miệng thôi, đúng không? Viêm họng hay là viêm xoang hay là viêm mũi dị ứng thì có thể dùng nước muối này rửa mũi hoặc để xúc miệng thôi, không thể uống được. Nhưng cũng là một cái lượng muối này bỏ vào trong một cái chung nước, một cái vại nước thì nó là sao? Có mặn nhiều không? Không, rất ít. Mà bỏ xuống dòng sông Hằng, hoặc là ở Việt Nam chúng ta miền Bắc có dòng sông Hồng, một nhúm muối đó nó có làm sông Hằng mặn đi không? Cũng không, đúng không? Lượng muối không thay đổi. Tức là sao? Chúng ta không thể có cỗ máy thời gian để quay về quá khứ sửa được cái lỗi đó. Nên chúng ta thấy cái lời nói chúng ta nói ra giống như một ly nước đổ, hốt gì thì hốt, không bao giờ có thể hốt lại đúng cái lượng nước mà nó đã có sẵn được, không thể hết được. Lỡ chúng ta có một hành động nào đó làm tổn thương đến người khác, đến chúng sinh khác, lỡ chúng ta có một lời nào đó xúc phạm đến người này, xúc phạm đến người khác trong quá khứ, bây giờ biết sai rồi nhưng có thể quay trở lại quá khứ để sửa không? Không, hoàn toàn điều đó không có thể xảy ra. Tức là lượng muối không thể thay đổi được. Giống như muối, gia vị đã nêm vào trong cái tô canh rồi, muối, gia vị đã nêm vào trong cái nồi canh rồi, thì làm sao có thể tách được muối ra lại được? Điều đó hoàn toàn không khả thi, bất khả thi. Nhưng nước thêm vào có khả thi không? Có chứ, đúng không ạ? Nên cái lượng nước mình có thể thay đổi được. Nấu canh thì đơn giản thôi. Như thế nào? Lấy một cái ly, lấy một cái tô, lấy một cái ca, múc nước sạch đổ vào, đúng không? Nhưng cái nước mà pha loãng được cái ác nghiệp, cái nước mà làm cho những quả báo mà mình đã lỡ tạo ra trong quá khứ, đến lúc nó trổ ra nó nhẹ đi đối với cái tội lớn và nó tri tiêu đối với tội nhỏ, đó là nước gì? Nước gì? Nước công đức. Nước công đức có phải ra ngoài giếng múc là có không? Không. Nước công đức có phải là tới chung vại múc là có không? Nước công đức có phải là chờ trời mưa hứng là có không? Không. Mà nước công đức đó là phải do sự tu tập của chúng ta. Mỗi ngày tới chùa tụng kinh, nước công đức đấy. Mỗi ngày tới chùa niệm Phật là nước công đức đó. Mỗi ngày tới chùa ngồi thiền là nước công đức đấy. Mỗi ngày tới chùa nghe pháp là nước công đức đó. Mỗi ngày tới chùa quét được cái chánh điện, lau được cái giảng đường, dọn cái nhà vệ sinh, phụ nấu được một cái bữa cơm trong chùa, lượm một cái cọng rác làm cho khuôn viên chùa nó sạch, đó là nước công đức đó. Khi thấy đồng bào lũ lụt miền Trung phải oằn mình, lũ chồng lũ, mưa chồng mưa, mình trích ra một số tiền, đúng không ạ? Trực tiếp đi hoặc gửi cho cơ quan, hoặc là một tổ chức, hoặc là một cá nhân nào đó có đủ uy tín và mình cũng tin họ, họ đi làm thay, hoặc tự bản thân chúng ta đi, đó là nước công đức đó. Rồi một tháng không ăn chay trường được, nhưng mà tứ trai, lục trai, bát trai, thập trai, tức là 2, 4, 6, 8, 10 ngày ăn chay, đó là nước công đức. Rồi nhiều lúc mình không cần chùa phải tổ chức phóng sinh, mình mới phóng sinh đâu, mà nhiều lúc mình đi ra ngoài chợ, mình có 30.000 thôi, mình mua được một mớ cá, mình mua được một cái mớ ốc, như thế nào? Mình ra một con kênh, con sông, con rạch để mình thả những con vật đó xuống, đó là nước công đức đó. Rồi mình về chùa hoặc là ở nhà mình có một bàn thờ Phật, mình cứ sáng sớm 30 lễ Phật, rồi đi học về hoặc đi làm về 30 cái lễ Phật. À, rồi bắt đầu chiều đi đâu không biết, bước ra khỏi cổng nhà là lễ Phật, để Phật gia hộ cho mình bình yên, chúng ta có được một công đức. Rồi trước khi ngục ủ cũng lễ Phật,
đó là nước công đức đó. Thờ cha kính mẹ, đó là nước công đức đó. Tôn trọng Phật Pháp Tăng, đó là nước công đức đó. Rồi chúng ta thấy một cụ già mà đang khó khăn trong vấn đề qua đường, mình giúp cụ qua đường, đó là nước công đức. Rồi nhiều lúc mình đi chơi Trung Thu, hoặc là mình đi chơi một cái hội chợ nào đó đông người quá, có một đứa bé nó khóc tại vì nó lạc mất bố mẹ, và mình tìm cách liên hệ với ban tổ chức để bố mẹ tìm được đứa bé đó, đó là nước công đức đó. Thấy một cụ già lớn tuổi mình cung kính, đó là nước công đức đó. Thấy một đứa trẻ nó bé quá mình thương yêu, đó là nước công đức. Và nước công đức có khắp tất cả mọi nơi, quan trọng nhất là mình có đủ tâm, đủ tầm, đủ nhiệt huyết để làm hay không mà thôi. Được không quý Phật tử? Được không ạ? Không biết trong quá khứ chúng ta đã làm điều gì sai. Tại vì quá khứ thì có nhiều lắm. Quá khứ trong kiếp này nhiều lúc mình nhớ, đúng không? Nhưng kiếp trước nhớ không? Không, vô minh cách ấm làm sao biết được. Nhưng mà xin thưa quý Phật tử, kiếp trước mình có làm điều sai không? Có. Tại vì những kiếp trước mình không làm điều gì sai thì bây giờ chúng ta đã chứng đắc quả vị thánh, hoặc là lên các cõi trời cao rồi, đúng không? À, còn bây giờ chúng ta vẫn còn lỗi và chúng ta sinh ra cõi người này. Cõi người này chúng ta được xem là con lai đấy. Con lai giữa Phật thánh tính, và một bên là Phật tính, thánh tính, nhân tính, và một bên cũng được xem là thú tính. Tại chúng ta biết mình là con người. Người là phần nhân tính, con là phần thú tính, đúng không? Nên quá khứ trong kiếp này có thể mình làm điều gì sai, mình nói điều gì sai, mình nhớ nha. Nhưng kiếp trước nữa mình làm điều sai, mình nói điều sai, mình có nhớ không? Không nhớ. Nên mình chắc một điều rằng có thể nhớ hoặc không nhớ những lỗi lầm, nhưng chắc chắn một điều chúng ta đã có rất nhiều, khá nhiều những lầm lỗi. Thì bây giờ không biết cái kho nghiệp đó nó chứa thì bao nhiêu lâu, khi nào đủ nhân duyên nó trổ ra. Và quý Phật tử lưu ý dùm cái thành một điều nha, khi nghiệp trổ ra nó không trổ lẻ tẻ đâu, mà nghiệp chồng nghiệp. Cứ nghiệp này nó trổ là nó cứ đi theo một dòng nghiệp chúng ta trổ. Bây giờ còn khỏe, đúng không? Bây giờ còn bình yên, bây giờ còn hạnh phúc, nghiệp chưa tới thì chúng ta phải tinh tấn tu tập, sám hối, thiết tha, làm nhiều công đức đành, để lỡ một mai cái ác nghiệp trong quá khứ mình lỡ gieo đó nó trổ ra thì không sao cả. Tại vì sao? Tại vì chúng ta đã có một cái kho công đức lớn rồi, nó sẽ pha loạn ác nghiệp trong quá khứ. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không? Đáng lẽ ra ngày đó, tháng đó, năm đó, giờ đó chúng ta sẽ bị xe tông, bị gãy tay, bị chấn thương sọ não. Mà khi chấn thương sọ não thì máu động, ngay lập tức chúng ta phải như thế nào? Phải rạch, phải mổ hết cái sọ não này ra này, đúng không? Để chúng ta lấy máu bầm ra. Ngày đó bị, nhưng mà trong kiếp này mình biết đến Phật Pháp sớm, mình tu tập, đúng không ạ? Mình tránh đi những điều ác, xin làm những điều thiện, ăn năn sám hối. Đúng cái ngày đó không thoát được, vẫn bị tai nạn như thường. Nhưng thay vì gãy chân thì bị trầy chân bong gân. Thay vì ngày đó bị chấn thương sọ não, chúng ta chỉ trầy, chỉ bị xây xác thôi. Vì đâu? Vì chúng ta đã có sự tu tập, chúng ta đã có phước báo, chúng ta đã có công đức. Và nhờ sự tu tập công đức và phước báo đó, nó pha loạn cái nghiệp của quá khứ, đến lúc nó trổ ra nó nhẹ hơn. Đó là công năng của tu tập và phước đức đấy. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không? Cũng vậy, khi mình biết được điều này rồi, tu mà nghiệp nó trổ ra, chúng ta không hoang mang, chúng ta không mất niềm tin với Phật. Có nhiều người nói: thầy ơi, tự nhiên con bình thường mà, con quy y Tam Bảo 3 năm tự nhiên nghiệp nó đổ ra liên tục. Thế là họ nào, họ hoang mang vì mình quy y Tam Bảo mình mới bị. Và khi hoang mang rồi, nghe người này nói, nghe cái nói đúng rồi, ai biểu quy Phật làm gì, rồi cái này cái nọ làm gì, bây giờ đến lúc là bị Phật của đấy.
Họ nói là do Phật của, mà Phật đâu của chúng sinh đâu, Phật từ bi thương chúng sinh mà. Nhưng lúc đó mình bị nghiệp trổ và nghe người ta nói, và không phải nghe một người, nghe nhiều người, có hoang mang không? Bắt đầu hoang mang. Nhưng nghe bài giảng này rồi nè, chúng ta nghe yếu tố này để chúng ta không hoang mang nè. Lúc đó mình trả một cái nghiệp mất của, bị người ta lừa tiền, thậm chí bị người ta lừa tình cảm luôn. Trong cuộc đời này có đấy. Các con nhỏ bị chưa? Chưa hả? Hy vọng không bị. Thì lúc mình bị lừa tiền, lừa tình cảm, hoang mang. Nhưng nhớ nghe lại bài giảng này, nhớ cái đoạn này, cái thầy nói này, lưu ý. Bây giờ chúng ta đưa ra so sánh. Một là mất của, mất tiền. Hai là mất tình cảm. Ba là mất đi người thân yêu. Bốn là mất đi sức khỏe của mình. Và năm là mất đi cái mạng. Cái nào nặng hơn? Mạng nặng hơn. Thì lúc đó mình nói may quá, vẫn còn cái mạng, vẫn còn sức khỏe, có thể làm lại từ đầu. Người đó đến rồi họ ra đi, tất cả đều là duyên. Và mình bị người ta lừa, đó là nghiệp của mình. Nhưng mình có tu, mình lừa với số tiền đó, với tình cảm đó, với người đó bỏ chúng ta đi, nhưng ít nhất mình còn có sức khỏe, mình có mạng sống, và đặc biệt mình vẫn có niềm tin vào Tam Bảo. Thì hãy nhớ một câu thần chú: nghiệp cứ trả, phước cứ làm, đạo cứ tu mà thẳng tiến về lộ trình tu tập giải thoát giác ngộ. Không có gì phải hoang mang cả. Đồng ý không ạ? Đồng ý không? Nếu quý Phật tử đã rơi vào hoàn cảnh này lần nào chưa? À, cái thành nhớ có một cái trường hợp, cái cô này đi chùa mới đây thôi, ở đạo tràng Pháp Bảo đi chùa. Thì sáng sớm đi chùa, chùa trong trong cái thành đang ở và trụ trì đó là chùa Pháp Bảo Biên Hòa Đồng Nai. Khi nào quý Phật tử có duyên thì vào đó. Thì là cụ này cũng 71-72 tuổi rồi. 71-72 tuổi thì sáng đi chợ, tại vì chùa của cái thành là cách chợ khoảng 500-600 mét thôi. Là gặp một cái cô lạ, cô này đang lúi cuối mua đồ. Thì cô kia mới, không phải lúi cuối mua đồ, đang ở trong nhà, đang ở trong nhà, lúi cuối làm việc, quét tước vậy đó. Thì có một cái cô rất trẻ, khoảng 40 mấy tuổi, vào vỗ vai một cái. Nó hôm nay không đi chùa Pháp Bảo à. Nhưng mà đặc tính chùa của cái tần á, là đi tu chỉ buổi tối thôi, chứ ban ngày thì ai cũng bận đi làm cả. Thì ban ngày mà tới vỗ, hỏi tại sao hôm nay không đi chùa Pháp Bảo. Thì bà này vừa quay lại nhìn một cái là mất luôn cảm giác, không biết điều gì xảy ra cả. Thế là vào trong nhà lấy luôn 42 triệu dành dụm, đưa hết cho người đó. Đưa hết cho người đó. Hỏi quý Phật tử buồn không? Có không? Có buồn. Nhưng người này buồn có 3 ngày. Buồn có 3 ngày. Và khi con cái mọi người hỏi ra sự việc, bà cũng kể lại vấn đề đó và bà không buồn. Con cái thì hiểu, kể cho cái tần hiểu, đạo tràng Pháp Bảo cũng hiểu. Nhưng những cái người hàng xóm họ không có tu đó, họ không hiểu nó, bà này dựng chuyện lên. Bây giờ kinh tế hậu Covid cực kỳ khó khăn mà. Mà một người già không có lương, không có làm kinh tế, đúng không? Dành dụm được một số tiền 42 triệu có lớn không? Rất lớn. Mà bây giờ bà bị mất của rồi, bà phải khóc, bà phải khổ, bà phải mất ăn, bà phải mất ngủ, phải bơ phơ. Thế tại sao bà cũng có buồn, nhưng nỗi buồn chỉ thoáng qua, rồi bà đi chùa vài ngày bà không buồn, thậm chí bà còn vui, bà dựng chuyện lên thôi. Người đời họ nghĩ vậy. Nhưng khi mình tu rồi thì mình biết. Thì cụ có tâm sự, tại vì ban đầu con cũng buồn thế, nó tại sao con hậu đậu quá. Nhưng mà con mới xét lại, con nhớ lời thầy dạy. Tại vì cái thành có dạy là gì? Có phước thì mất của, vô phước thì mất mạng. Nên bây giờ con vẫn còn thở, con vẫn còn hiện diện trong cuộc đời này. Con vẫn nhìn thấy con của con vẫn nhìn thấy dâu của con vẫn nhìn thấy cháu của con. Mỗi tối con vẫn nhìn thấy thầy, vẫn nhìn thấy đạo tràng, vẫn nhìn thấy huynh đệ, vẫn còn được cầm cuốn kinh để tụng, vẫn còn về Phật để mà lễ ngài. Thì con cảm thấy con còn tất cả. Còn những điều đó cứ ra đi, tại vì đây là một nghiệp nào đó con lỡ gieo trong quá khứ thôi. Được không ạ? Được không?
cuộc đời này không phải lúc nào cũng trải hoa hồng đối với chúng ta cả, mà nhiều lúc phải dẫm gai đó. Thậm chí có trải hoa hồng đi chăng nữa, nhưng mà trong hoa hồng đó cũng có gì? Cũng có gai, quý Phật tử ạ. À, cũng có gai. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn với một lăng kính lạc quan yêu đời thì ra sao quý Phật tử? Thì mọi thứ đều trở nên tốt đẹp. Nếu gặp ai đó, chúng ta nghe lời Khải Thành là đi đâu có thể một mình đi chùa thì phải nhiều mình cùng đi, thế gian mê đắm làm chi, đương theo giáo pháp Như Lai nhiệm màu. Thế là chúng ta đi tìm người này, tìm người kia, mình gieo duyên. Nếu gặp người mà đủ duyên, mình nói họ đi chùa mình mừng không? Mừng. Có phước không? Có phước. Nhưng có phải ai cũng nghe lời mình không? Không. À, nhưng phải lạc quan yêu đời. Tức là sao? Khi mình làm điều thiện cũng giống như chúng ta phải mang áo giáp vào vậy đó. Phải mang áo giáp vào. Tại vì sao? Tại vì có nhiều người họ ghét điều thiện. Họ sẽ có những lời nói họ làm mình tổn thương. Nên có nhiều người nói con sẽ làm điều thiện, bước ra ngoài cổng gặp vài sóng gió núp vào trong nhà. Có không? Có. À có. Ví dụ mình làm từ thiện đi, mình giúp đỡ cuộc đời nó, ô cái bà này làm không minh bạch nè, cái người này ăn chặn từ thiện nè, cái người này làm để đánh bóng tên tuổi này, mình nghe sợ quá không làm nữa. Tức là mình làm điều thiện mà không có áo giáp, bước ra ngoài bị người ta tấn công liền. Bị người ta tấn công liền. Thì khi mình đi gieo duyên Phật Pháp cũng vậy, phải mang áo giáp vào. Và chúng ta có một cái tinh thần tích cực như sau. Ví dụ mình đi mình gặp một người mà mình khuyên họ mà họ không nghe, nó thôi mê tín dị đoan, sống chỉ có một lần, có một kiếp, mắc gì phải tới chùa tu tập. Ai giàu cũng đã giàu rồi, ai nghèo cũng đã nghèo rồi, phước ai người đó hưởng, nghiệp ai nấy trả, không có tu hành gì hết á. Lúc đó đừng buồn, mình phải nghĩ này, may quá họ chỉ không đồng ý kiến với mình thôi, chứ họ chưa chửi vào mặt mình. Đi qua gieo duyên người khác thì gặp đúng cái người chửi, bà là thứ ngu si, bà là thứ mê muội, đi vào chùa tin người này tin người kia, không thực tế, toàn là tâm linh, là mê mờ, là mê tín, là cực đoan. Tức là hơn người trước. Người trước họ chỉ không đồng quan điểm với mình thôi, người thứ hai họ chửi thẳng mặt mình. Lúc đó cũng phải mỉm cười tích cực, may quá họ chưa đánh mình, chưa đánh mình. Lỡ gặp trường hợp vừa nói xong họ cầm dép họ chọi mình, biến đi, biến ngay. Lúc đó phải tích cực, vừa né được cái dép mừng quá không bị trúng, và nghĩ trong bụng may quá họ chưa giết mình. À, tức là trong mọi trường hợp chúng ta đều phải lạc quan. Vừa ra khỏi, vừa mua cái điện thoại iPhone 15, ví dụ vậy đi, tức là mới mua được cái điện thoại mới đi, thì vừa cái thành có xem một cái video clip là cái người này trẻ mà bắt đầu mua được cái điện thoại, mừng quá, thế là đập hộp đó, à, rớt luôn cái điện thoại. Có coi clip đó không? Nếu một người tiêu cực rồi xong, khóc mấy ngày mấy đêm, đúng không? Khóc mấy ngày mấy đêm. Nhưng một người mà tích cực á thì sao? Nó rơi cái điện thoại này xuống, may quá mới bể màn hình nè, mới bể màn hình còn sửa lại được. Mà nếu nó rơi nó vỡ luôn, may quá vẫn khôi phục được dữ liệu, không mất dữ liệu. Tức là trong mọi tình huống mất mát hay là khổ đau hay là trả nghiệp thì luôn luôn phải có sự tích cực, luôn luôn phải nghĩ về một cái chiều hướng nào đó để có thể lạc quan được ngay lúc khổ đau. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không? Xin hỏi quý Phật tử này, sỏi đá nó có cung cấp chất dinh dưỡng cho cây không? Có không? Không. Sỏi đá làm sao cung cấp chất dinh dưỡng cho cây được? Nó phải có phân bón, nó phải có chất dinh dưỡng và đất. Và đất đó không phải đất khô, đất cằn, mà đất gì? Phì nhiêu, màu mỡ thì nó mới cung cấp chất dinh dưỡng cho cây. Nhưng thử hỏi, sỏi đá có cần cho cây không? Có. Chúng ta thấy là có những cái bờ vực á, có những cái cây vậy nè, mà đứng bên này là đất, nhưng bên kia là một bờ vực, có những dãy núi cao, nhưng nó vẫn đứng được. Bao nhiêu giông bão nó không bị tróc gốc, nhờ đâu? Nhờ sỏi và đá. Nhờ vào những cái viên sỏi đó, nhờ vào những cái viên đá đó mà làm sao cái Phật tử biết không? Mà cái rễ cây nó ôm vào trong cái sỏi và đá, nó có thể trụ vững được, không bị tróc gốc,
giữa mưa sa bão lớn. Cũng vậy thôi, những cái sự mất mát, những cái khổ đau, những cái nghịch cảnh trong cuộc đời đó ai cũng sẽ có cả. Nhưng người nào tận dụng được khổ đau, biến được những khổ đau đó trở thành những kinh nghiệm, những trải nghiệm để vững vàng hơn trong cuộc sống, mới là người có bản lĩnh, có hiểu biết và có trí tuệ. Và mình phải là người như vậy, được không quý Phật tử? Được không ạ? Nên chúng ta đang nói, lỡ mà nêm muối nhiều quá vào nồi canh nó bị mặn, không sao cả. Cứ bình tĩnh để làm sao? Châm thêm nước, bỏ thêm nước vào cái nồi, nồi canh đó nó bớt đi mặn, đúng không ạ? À, bớt đi mặn, cũng vậy thôi. Lỡ thời xưa lúc chưa biết Phật Pháp, mình đã tạo nhiều ác nghiệp trên thân, trên khẩu, trên ý rồi. Bây giờ biết Phật Pháp, quay trở về quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, quay trở về thọ trì năm giới, không sát sanh hại vật, không trộm cắp của người, không tà dâm ngoại tình, không nói những lời dối trá, ác độc, chia rẽ, nịnh hót, khoe khoang, ác độc, không sử dụng các chất làm sai lầm, làm nghiện. À, và bây giờ chúng ta làm nhiều công đức, bố thí, cúng dường, từ thiện, phóng sinh, ăn chay, giúp đỡ mọi người theo khả năng của mình. Lễ Phật, tụng kinh, tọa thiền, nghe Pháp, cung kính, phục vụ chúng sinh. Một điều ác dù nhỏ mình cũng không làm nữa, một điều thiện dù bé chúng ta cũng cố gắng làm. Để làm sao? Để tăng trưởng phước đức, công đức, trí tuệ và tâm linh. Để lỡ một cái nhân ác, một cái nhân bất thiện nào đó mình lỡ gieo trong quá khứ rồi, nó đến lúc nó trả quả, thì nếu cái nhân bất thiện đó là nhân nhỏ, mình có khả năng làm lệch hướng, triệt tiêu luôn cái tội nhỏ đó. Còn một cái lỗi mà nó lớn quá, không triệt tiêu được, không làm trệt hướng được, nhưng ít nhất chúng ta cũng pha loãng được cái ác nghiệp đó. Đó là công năng của tu tập phước, đức và trí tuệ đấy. Đồng ý không ạ? Đồng ý không? Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta làm nhiều công đức rồi muốn làm gì thì làm tùy ý. Không phải. À, nên hiểu, nên hiểu là mình làm công đức để lỡ sơ suất thôi thì công đức nó cứu mình, chứ không có nghĩa làm nhiều công đức đi còn tội làm trả án, tại vì có công đức bảo vệ rồi mà. Có nên hiểu như vậy không? Không. Tại vì sao? Tại vì lý do thứ nhất, công đức làm được khó hay dễ? Khó. Lúc nãy cái thầy nói đó, cái nồi canh nó mặn, lấy một ly nước khá đơn giản. Nhưng cuộc đời lỡ mặn bởi những ác nghiệp, mà bây giờ pha loãng những ác nghiệp đó để tìm một cái nguồn nước công đức, cực hay khó hay dễ? Khó, cực chứ không hề dễ. Và rất khó để chúng ta tích lũy được công đức, rất khó để tăng trưởng được phước báo, khai mở được trí tuệ và tâm linh. Mà bây giờ mình phung phí, mình làm điều ác quá, thì xin thưa nó phí đi cái công sức tu tập của mình. Nên chúng ta tích lũy nhiều công đức ở đây có hai công năng. Thứ nhất là gì? Pha loãng ác nghiệp trong quá khứ lỡ làm. Thứ hai, lỡ trong hiện tại này mình chưa chứng thánh và mình còn sơ suất thôi, thì chính cái sơ suất này thì cũng nhờ có công đức mà chúng ta không bị đọa lạc. Nên trong bài kinh này chúng ta thấy này, ở đây Khải Thanh đọc lại cái điều này cho quý Phật tử nghe. Có người thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, hạn hẹp nhỏ nhen, thì người này làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa họ vào địa ngục. Nhớ nha, không tu tập thì chỉ với một ác nghiệp nhỏ cũng có thể đưa người này vào địa ngục. Như một ly nước này, một cái muỗng muối thôi cũng có thể làm nó mặn. Còn một người mà có thân tu tập, giới tu tập, tâm tu tập, tuệ tu tập, không có hạn hẹp mà còn rộng lượng nữa, thì người như vậy có làm việc ác nhỏ mọn tương tự, nghiệp ác ấy đưa họ đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được, nói gì là nhiều. À, nên chúng ta thấy cũng là một lỗi, người này bị trả quả báo rất nặng, thậm chí bị đọa xuống địa ngục. Nhưng cũng cái lỗi tương tự như vậy, không khác gì cả, nhưng mình có sự tu tập thì nó lại đỡ hơn rất là nhiều. Nhưng với điều kiện cái thầy nói rồi, một là pha loạn ác nghiệp trong quá khứ, tại vì mình không quay lại được quá khứ để điều chỉnh.
Hai, sơ xuất. Và chính lúc mình sơ xuất thì vẫn có cái phước để bảo hộ mình, chứ không có nghĩa là làm thật nhiều công đức để muốn làm gì thì làm, muốn tội gì cũng phạm. Điều đó không phải là trí tuệ. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không? Công đức thì tạo ra vô cùng khó khăn, phải tích lũy, phải vun đắp liên tục, liên tục. Nhưng mà lỡ sơ xuất phạm vào lỗi lầm rồi, và đặc biệt cái sơ xuất, cái lỗi lầm đó là lớn, thì bao nhiêu công đức đều tiêu tan và trở thành trắng tay. Ví dụ hôm nay tới đây nghe pháp khó hay dễ? Khó. Nãy giờ có mấy người ngủ đó, mới tỉnh ngủ nè. Khó chứ. Có nhiều bạn sinh viên thầy đăng trên Facebook thì nói là các em thanh thiếu niên qua chùa sớm để phụ xếp ghế. Thì có một em thanh niên nói dạ tới thầy, con đang qua nhà con cách 20 km. Bạn nó tới chưa? À tới rồi đúng không? Rồi 20 km tới đây, quãng đường không quá xa, không quá gần, nhưng với tình trạng giao thông ở Hà Nội thì là một vấn đề lớn đấy, đúng không? Thứ hai, bạn này trẻ mà. Thường thường chúng ta quan điểm là trẻ vui nhà, già vui chùa. Mà một người trẻ tới chùa nhiều lúc cũng hoang mang. Hôm nay tới toàn gặp bà già, ông già cho coi, cũng ngại đúng không? Nhưng vẫn đủ can đảm đi, vẫn sắp xếp thời gian đi, vẫn chạy xe tới đây. Và xíu tối, bây giờ là gần 9 giờ rồi, 9 giờ rưỡi mới xong. Rồi chạy về nhà một khoảng đường nữa, có vất vả không? Có vất vả. Hôm nay chúng ta về đây quét dọn chánh điện, xếp từng cái ghế một, bộ phận âm thanh, kỹ thuật, ánh sáng, quạt, loa, đài, rồi tách tần tật cơ sở vật chất này để có một buổi giảng này, khó hay dễ? Khó. Hôm nay thầy trò chúng ta nếu có một thời giảng pháp, giảng đúng với lời Đức Phật dạy thì cả trò, cả thầy đều có phước. Nhưng để có được cái phước đó thì chúng ta cũng đã tiêu tốn rất nhiều những điều kiện khác rồi. Và khi trừ ra, xớt lại thì cái phước nó còn ít. Phước còn ít chia ra ở đây hội chúng 300 người, mỗi người một miếng phước đem về thôi. Và chắc chiêu từ bữa này đến bữa khác, từ ngày này sang ngày khác, nó mới được một phần phước lớn hơn chút xíu. Lỡ phạm một cái tội cái, tiêu luôn cái phước, uổng không? Rất uổng. À, hoặc là chúng ta bố thí cúng dường có phước không? Có, nhưng dễ hay khó? Khó. Chúng ta nói về hai phương diện này. Có tiền bố thí cũng khó, không tiền bố thí cũng khó. Có tiền bố thí là sao? Tiền đó đâu phải là lá mít đâu, đúng không? Mà tiền đó là mồ hôi, là nước mắt, là công sức, là trí tuệ, là chất xám của mình. Rồi chúng ta phải cơm áo gạo tiền tất tần tật mới dư ra một khoản mới đi bố thí cúng dường được. Có phước không? Có. Nhưng mồ hôi nước mắt công sức rất là nhiều. Nên nói vấn đề này thì cái thành lại có những cái kỷ niệm, cái thành đi giảng mà họ cúng cho một cái phong bì dày tiền vậy nè, mở ra muốn khóc luôn. Tại vì sao quý vị tự biết không? Tại vì mở ra giá trị không lớn, nhưng mà mình biết những cái tiền mà xoắn xoắn lại là biết của các cụ. Bán vé số có, bán được bó rau có, lời được 5.000, 10.000 xếp lại để đi cúng. Nó quý vô cùng, quý vô cùng. Nên bố thí để có phước đâu hề đơn giản đâu, đúng không? Hoặc là chúng ta không có tiền, mình về chùa mình công quả, hoặc là mình bưng bê kê đặc phủ các hoạt động từ thiện, có vất vả không? Có. Thì hỏa may chắc chiêu mới có phước. Và khi có phước rồi mà mình ỷ y quá, mình phạm quá nhiều tội, hoặc là tội lớn quá, nó mất đi tất cả những phước đức mà mình tích lũy được. Có uổng không quý Phật tử? Có tiếc không ạ? Rất tiếc, đúng không? Nên nhớ nha, công đức là phải vun bồi, đạo lý thì cứ tu, và lỡ có một nghiệp nào quá khứ đến thì cứ trả, tức là cứ tụng câu thành chú, nghiệp cứ trả, phước cứ làm, đạo cứ tu, thì cuộc đời chúng ta cứ mãi mãi được an lạc và hạnh phúc trong chánh pháp thôi. Đồng ý không ạ? Nên do vậy công đức làm ra thì khó khăn, phải tích lũy lâu dài, vun đắp liên tục mới có được. Nhưng mà có những cái lỗi lầm sơ suất, đặc biệt là những lỗi lầm lớn, thì rất có thể tiêu tan, công đức trở thành trắng tay. Do vậy chúng ta là người đệ tử Phật có trí tuệ, phải nỗ lực tu tập,
phải tạo phước, phải trưởng dưỡng công đức và đặc biệt tránh khinh suất để bảo tồn được thành quả tu tập lâu dài và bền chắc của mình, được không quý Phật tử? Được không ạ? Nên hôm nay là cái thành rất là vui được quay trở lại chùa Đống để chia sẻ đạo lý đến quý Phật tử với một đề tài pháp thoại rất là gần gũi, đúng không? Đó là lỡ nêm muối bị mặn thì thêm vào chút nước. Chút nước với cái nội dung thông điệp đó là gì? Chúng ta không thể thay đổi được quá khứ, không thể quay trở lại quá khứ. Và trong quá khứ ít nhiều gì chúng ta đã làm điều ác, điều xấu rồi. Không biết lúc nào những điều ác, những điều xấu đó trổ quả. Thì trong giây phút hiện tại này, ngoài vấn đề có tàm, có quý, biết ăn năn sám hối với lỗi lầm cũ, thì chúng ta cần phải có tu tập, phải có tín, phải có giới, phải có thí, phải có văn, phải có tuệ. Thì nhờ điều này trí tuệ chúng ta được khai mở, công đức chúng ta được tăng trưởng. Thì lỡ một mai những cái ác nghiệp quá khứ nó trổ ra đó, thì nhờ công đức này nó làm chệt hướng, nó tiêu diệt đi những cái lỗi nhỏ và nó làm phai mờ đi những cái lỗi lớn, nó pha loãng đi những cái lỗi lớn thông qua công phu tu tập và phước báo của mình. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là chúng ta khinh suất để mất đi phước báo chúng ta tích lũy rất là khó khăn. Nên kính chúc tất cả quý Phật tử, mỗi ngày đi qua là mỗi ngày chúng ta nhìn thấy được lỗi lầm của mình nhiều hơn nữa để ăn năn sám hối, soi sáng lại chính mình. Mỗi ngày đi qua là mỗi ngày chúng ta tạo thêm nhiều công đức lành hơn nữa. Mỗi ngày đi qua là mỗi ngày chúng ta tăng trưởng được thiện pháp. Mỗi ngày đi qua là mỗi ngày chúng ta vun trồng được cái cội phúc, những cái nhân lành, những cái thiện pháp để mãi mãi được sống trong ánh hào quang của ba đời mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.